Vì đầu tiên đó là mình sẽ học đó, đó nên là mình hiểu được định hình ngũ hành là cái gì, âm dương là cái gì, và mình sẽ có bắt đầu bữa sau có sách đó, thì sẽ đi vô một cái lý luận sâu sắc và dạng vật nó đều nằm trong bốn cái này. Khi mà mình hoại diệt thì bốn cái này nó sẽ trở về với bốn cái này. Cái gì mà thuộc thổ nó sẽ trở về thổ, chẳng hạn như xương cốt. Cái gì mà nó thuộc thủy, chẳng hạn như nước này thì nó sẽ thuộc về cái đó. Cái mộc này nè, khi nó hoại diệt thì nó sẽ trở thành bốn cái này. Bốn cái này mà nó hội tụ thì nó lại sinh cái này. Giống như con người mình khi mà chết đi nó cũng phân ra thành bốn cái này nè. Nó theo gọi là sinh trụ hàng về nguyên tắc này. Và trong Phật giáo, Lão giáo, Thiên Chúa giáo đồ đều có nói về bốn cái này hết. Tính chất của bốn cái này mà mình muốn giỏi là mình phải am tường tính chất của này. Như tính chất của đất là như thế nào, tính chất của thủy là như thế nào. Thủy thì khi nó có thể nó mềm, khi nó cứng, có khi nó có thể bay lên được, có thể bốc hơi. Tính chất của gió là kim, tính chất của hỏa và dạng vật. Cái bắt đầu từ cái này nè, từ cái hiểu biết về cái này của mình mới xem vô dạng vật được. Và dạng vật thì không ngoài bốn cái này. Dạng vật không ngoài bốn cái này, không ngoài đất nước gió lửa. Dạng vật không ra khỏi cái này. Và cái gì mà có sự sống là nó sẽ có bốn cái này hội tụ. Nên bổn mạng của con người cũng vậy, không ngoài bốn cái đó. Có người thì kim mạnh, có người thì thủy mạnh, có người thì thổ mạnh, có người thì mộc mạnh ha. Nhưng mà bốn cái này là cốt lõi. Cốt thổi ở bên trong. Mộc mạnh thì sao này? Mộc mạnh là thiên về nhân nhiều. Mộc mạnh là chẳng hạn như mộc mạnh là bốn cái yếu tố này nó tương trợ nhiều. Có thủy ổn định, có hỏa mạnh thì mộc nó mạnh. Mà mộc mà muốn dưỡng là phải có được bốn cái này. Như một cái cây mà nó muốn tốt thì chắc chắn là nó phải có nắng, chắc chắn là nó phải có nước, chắc chắn là nó phải có đất, và chắc chắn nó phải được cắt tỉa, nó phải có kim. Thì cái mộc đó mới mạnh. Còn cái mộc mà nó không có được bốn cái này nè, dung hòa đó, là mộc đó nó sẽ mau bị tàn, mau bị tiêu diệt. Cho nên là nếu mộc mạnh thì bốn cái đó đều phải mạnh. Bốn cái này cũng phải dung hòa với nhau. Và trong tự nhiên này á, do cái cấu trúc của cái đất là cấu trúc hình tròn, và bốn cái yếu tố đó cân đối lẫn nhau, nó dẫn tới con người và cây cối, dạng vật sinh trưởng hài hòa nhau. Cấu trúc bền vững là cấu trúc được tròn, là cấu trúc hài hòa cân đối. Nó không là... có điểm cuối. Đúng rồi. Nên để mà mình phong thủy là gì? Là mình giống như mình hướng dạng vật đến với sự cân đối. Nhưng mà nhìn vô cái nhà, thời điểm sinh ra, cái cấu trúc thì nó sẽ định hình là ở cái này nó có kim nhiều, hay là cái này nó có hỏa nhiều, hay là cái này nó có thổ nhiều. Ví dụ như vậy. Thì nếu mà nó dư cái gì thì phải giải cái đó, mà nó thiếu cái gì thì phải thêm vô, thì nó sẽ hướng tới bền vững, giống như cái trái đất vậy. Mục đích của mình học là mình xây dựng một cái đường chuẩn, mình nắm cái đường chuẩn và mình ứng dụng cái đường chuẩn nó vô những cái khác. Nên là bền vững nhất là cân đối hài hòa, hay là người ta gọi là dung hợp đó. Kể cả một quốc gia, chính trị của một nước, mọi thứ đều hướng tới cái sự dung hợp này hết. Bởi vì thì em thấy ở trong trái đất có cái gì mà nó dư quá thì tất nhiên nó sẽ dẫn tới sự diệt vong. Đúng. Để cho nó lấy bớt cái đó đi để nó hài hòa mọi thứ. Nó có bốn cái này, và do bốn cái này nè, đất này là không thay đổi cố định, nhưng mà nước, gió, lửa, ba cái này là ba thứ chuyển động, và ba thứ này là ba thứ kiếp nạn của con người. Hay là người ta hay gọi tam tai, tam tai là ba cái này. Đây là ba cái tam tai. Một là khi mà nước nó dư thì trái đất cũng dẫn tới tam tai, gió nó dư cũng dẫn tới tam tai, mà lửa nó dư cũng dẫn tới tam tai. Nên sau này trong bối tối đều này kia là người ta lấy ý tưởng từ cái này mới sinh ra là năm tam tai. Nhưng thật ra tam tai này là tam tai cho cả một cái này, cả một cái hành tinh này. Như chẳng hạn như khi mà thủy mà nước này nè nó bị quá âm xuống thì nó dẫn tới kỷ băng hà. Hỏa này mà quá dựng lên
thì nó sẽ dẫn tới sự hoảng loạn, nóng cháy. Nóng cháy.